tới bệnh viện Di Động rồi anh em ơi. Hai con gà bệnh hết rồi anh em. Bữa nay thứ ba mà đông quá trời không? Ngon cả. Đem vào túi cho. Đi chi với cha mẹ cực khổ anh. Quá trời ngon hả con? Mẹ mua nước thôi. Còn xe đây mẹ. Điện mạnh chưa đồ cho. Đây mẹ. Thôi, xe. Rồi.